công trường đang thi công nhưng thực tế thì khác. Dự án đắp chiếu, không một bóng công nhân, máy móc. Đó là hiện trạng gần một năm nay tại tuyến đường 70, đoạn từ đầu phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, tới nút giao Lê Quang Đạo kéo dài. Đường giang dở, phương án cảnh báo, phân luồng giao thông cũng vì thế mà tạm bợ nhất có thể. Người và phương tiện mệnh ai nấy đi lại, dừng đỗ tạo ra khung cảnh đầy ngổn ngang trên tuyến đường chưa đầy 400m. Chịu ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là người dân hai bên đường. Không biết bên dự án và bên phủ thầu thế nào, nhưng còn thật ra khổ mỗi dân. Thứ nhất là mưa thì là ngập, là mưa ngập rành này, mồm lắng thì bụi mù mịt. Mà đây có những cái vớt kiểu như bẫy dân đi, nó cứ lên xuống lên dẫn. Bình thường đi qua đây là cứ thấy xe máy ngã ngoạch. Ngày trước mà chưa làm cái đường đấy, mà chưa đang làm dở, thì khi mưa thì nó sẽ có cái đường nó sẽ rãnh, nó chạy ra ngoài là đường ống kìa. Nhưng mà từ lúc mà làm nó giang dở thì tự nhiên nó thành cái vũng nước ấy. Nó không chảy đâu được, khi chỉ cần chớm mưa phát là ngập gành hết cả lên. Nắng thì nó rất là bụi bẩn bay vào trong nhà, còn mưa thì nó tổ xương ngập úng, tắc cửa, tắc nước. Còn với người tham gia giao thông, họ chấp nhận tình cảnh đường 4 làn xe nhưng hỗn loạn vì đi lại tự do. Trên này người ta cũng đi thành 2 chiều, nó thành 4 làn đường. Vâng, thì bây giờ ví dụ như thế này thì là nếu mà một chiều đi ở trên này, một chiều đi ở dưới thì nó sẽ an toàn hơn. Còn đi thành 4 làn như thế này nó nguy hiểm anh ạ. Dự án xây dựng một phần tuyến đường 70 đoạn từ cầu Ngà, phường Tây Mỗ tới huyện Hoài Đức cũng trong tình trạng tương tự. Một phần của đoạn tuyến đã xây dựng xong từ đầu năm 2020 rồi để đấy. Đoạn nút thắt cổ chai không thể tiếp tục thi công do vướng giải phóng mặt bằng hàng ngày đang là rào cản cho người tham gia giao thông. Lần đầu tiên em đi qua đây, đi cũng thấy hơi khá là bất ngờ ấy. Đi tự nhiên đang đi xong rồi đi tự nhiên thắt lại về thấy nhiều gọc gành, được gành gành các thứ ấy, đi nó khá là khó khăn. Nhất là giờ cao điểm mà ô tô đỗ lại thôi là coi như là tắc phải có khi là đến 2 đến 3 tiếng ấy ạ, có khi đến tận hơn 7 giờ vẫn chưa hết tắc. Theo Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm và các đơn vị phụ trách các dự án mở rộng tỉnh lộ 70, nguyên nhân dẫn tới tình trạng đường xá ngổn ngang, dự án thi công xong một phần rồi để đấy là do những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Hiện nhà thầu, đơn vị thi công đang phối hợp với các địa phương tháo gỡ rào cản để quay lại thi công, sớm đưa dự án vào khai thác, phục vụ giao thông, đi lại. Ban quản lý đang dự kiến là phối hợp là cố gắng hoàn thiện trong đến hết quý 4 là xong mặt bằng, và đến dự kiến đến quý 1 2020 là hoàn thiện mặt bằng thì ban sẽ cung. Nếu có đầy đủ mặt bằng thì ban người dân cam kết là đến hoàn thành quý 4 năm 2025. Rất mong muốn là ban quản lý dự án, chủ đầu tư, đơn vị thi công sớm đẩy nhanh thi công hoàn thiện tuyến đường để việc đi lại của người dân cho đảm bảo an toàn thuận lợi và cái công tác quản lý cũng được thuận lợi hơn. Mong muốn là như vậy, song thực tế công tác giải phóng mặt bằng thì không dễ dàng và khó đoán trước. Nếu không có sự quyết tâm cao của chính quyền địa phương, các đơn vị tham gia giải phóng mặt bằng và sự đồng thuận của người dân, rất khó để các dự án vốn dang dở nhiều năm có thể trở lại thi công, chờ ngày hoàn thiện đưa vào vận hành.